tất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua luôn được chúng tôi cập nhật để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, một đoạn clip lan truyền trên mạng ghi lại hình ảnh chiếc ô tô bỏ chạy lạng lách và nhiều lần đâm vào đuôi xe cảnh sát giao thông khi bị truy đuổi, gây xôn xao vì hành động quá nguy hiểm của tài xế. Liên quan đến vụ việc này, theo thông tin từ cục cảnh sát giao thông C08 bộ công an cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 25 tháng 2 trên quốc lộ 1. Sáng ngày 26 tháng 2, công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn cho biết đã tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Giang, sinh năm 1974, trú tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh là tài xế điều khiển phương tiện trong đoạn clip trên để điều tra, xử lý về hành vi vi phạm an toàn giao thông, chống người thi hành công vụ. Trước đó vào khoảng 13 giờ ngày 25 tháng 2 trên tuyến đường quốc lộ 1A, tổ công tác cảnh sát giao thông công an tỉnh Lạng Sơn Phát hiện ô tô khách hiệu Hyundai 29 chỗ ngồi do Nguyễn Văn Giang điều khiển chạy quá tốc độ quy định. Lúc này chiếc xe chạy hướng Lạng Sơn Hà Nội với tốc độ 75 km/h, trong khi đó tốc độ tối đa qua đoạn đường trên là 50 km/h. Lực lượng cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, lái xe đã không chấp hành hiệu lệnh mà vẫn tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy. Ngay lập tức, tổ công tác đã sử dụng xe chuyên dụng, bám theo và nhiều lần ra hiệu lệnh dừng xe nhưng lái xe vẫn không chấp hành, lạng lách đánh võng trên đoạn đường gây mất an toàn giao thông cho các phương tiện khác. Đáng chú ý, ô tô này còn đâm nhiều lần vào đuôi xe chuyên dụng của cảnh sát giao thông khiến phương tiện này hư hỏng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã buộc chiếc xe ô tô chở khách kể trên phải dừng lưu thông. Qua kiểm tra xác định, ô tô này là xe kinh doanh vận tải hành khách mà không có camera giám sát hành trình chở hành khách không có hợp đồng và danh sách hợp đồng vận chuyển. Mới đây, cục cảnh sát giao thông Bộ Công an thông tin về trường hợp chống người thi hành công vụ trên quốc lộ 1, đoạn qua huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn. Trước đó, đầu giờ chiều ngày 24 tháng 2, tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông Tùng Diễn thuộc phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1, phát hiện hai nam thanh niên chở nhau trên chiếc xe máy di chuyển với tốc độ cao. Khi đó, trung tá Nguyễn Việt Toàn đã ra hiệu lệnh dừng xe tuy nhiên thanh niên cầm lái không tuân theo hiệu lệnh dừng lại mà lao vào tổ công tác tông thẳng vào người anh đặng văn lưu chiến sĩ cảnh sát cơ động cú tông khiến anh lưu ngã và bị thương sau đó thanh niên điều khiển phương tiện dựng xe lên và bỏ chạy khỏi hiện trường lực lượng chức năng sau đó đã bắt giữ được người ngồi sau xe tổ công tác tại hiện trường đã điện báo cáo lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lạng sơn đồng thời đưa cảnh sát cơ động anh đặng văn lưu bị thương đến cơ sở y tế Tại Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, xác định cảnh sát cơ động Đặng Văn Lưu bị chấn động não gây choáng. Đến 18 giờ cùng ngày, anh Lưu đã tỉnh táo. Qua đấu tranh, lực lượng chức năng xác định người ngồi sau mô tô là Triệu Văn Hoàng, sinh năm 1986, trú tại thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Tài xế điều khiển chiếc xe tông cảnh sát cơ động là Ngô Văn Linh, sinh năm 1997, trú tại xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Sau khi xác định tài xế Ngô Văn Linh đã chạy trốn xuống tỉnh Bắc Giang, cảnh sát đã yêu cầu gia đình vận động anh này quay về trình diện cơ quan công an. Tối 24 tháng 2, tài xế Ngô Văn Linh đã liên hệ với cơ quan công an để ra trình diện. Kết quả kiểm tra xác định Ngô Văn Linh dương tính với chất ma túy, không có nồng độ cồn trong hơi thở, không có giấy phép lái xe theo quy định. Ngô Văn Linh khai nhận mô tô đâm vào tổ cảnh sát giao thông là xe được Linh mua lại nhưng vẫn chưa làm thủ tục sang tên đổi chủ. Công an huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn đã tạm giữ hình sự đối với Ngô Văn Linh để điều tra, củng cố hồ sơ xử lý theo đúng quy định. Mới đây, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tuần tra kiểm soát trên nhiều tuyến đường ở phường Linh Trung để đảm bảo an toàn giao thông. Đội đã phát hiện nhiều trường hợp sử dụng bia rượu bị lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ xe. Trong đó, cảnh sát giao thông ghi nhận trường hợp vi phạm ở mức kịch khung. Trước đó khoảng 21 giờ ngày 24 tháng 2, Tổ công tác phát hiện anh PCT, sinh năm 1980, ngụ thành phố Thủ Đức lái xe có dấu hiệu say xỉn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra nồng độ cồn. Quá trình kiểm tra, ông T có nồng độ cồn mức 0,680mg trên một lít khí thở, bị tổ công tác lập biên bản xử phạt 7 triệu đồng. Anh T cho biết đã uống 6 lon bia và khẳng định bản thân đang rất tỉnh táo, khi nào nhậu say không đi nổi mới đi xe ôm. Anh T tranh luận Tôi xem các bữa nhậu là cơ hội để gặp gỡ, bàn chuyện làm ăn, nên thường uống vài lon tại tiệc. Vi phạm nồng độ cồn thì đành chấp nhận đóng phạt, tuy nhiên giữ xe 7 ngày thì lâu quá. Cùng lúc cảnh sát giao thông cũng phát hiện anh NVH sinh năm 1979 quê Đồng Nai, chạy xe máy có dấu hiệu không tỉnh táo nên lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn. Quá trình kiểm tra, cảnh sát giao thông phát hiện anh H có nồng độ cồn 0,260mg trên 1 lít khí thở bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt 4,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 17 tháng, tạm giữ xe 7 ngày. Anh Hát làm nghề phụ hồ, sau khi tan làm đã cùng đồng nghiệp đi uống vài lon bia. Anh Hát than thở, cuối tuần nên mấy anh em chủ nhau uống vài lon bia cho dễ ngủ, ai ngờ bị cảnh sát giao thông xử phạt nồng độ cồn. Bình thường mỗi ngày tu phụ hồ được 350.000 đồng. Một tháng chỉ làm công được 15 ngày, tiền đâu mà đóng phạt bây giờ. Đại diện đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Thủ Đức cho biết, việc kiểm tra nồng độ cồn nhằm tuyên truyền để người dân có ý thức chấp hành luật giao thông, đã uống rượu bia thì không điều khiển phương tiện, nhằm phòng ngừa tai nạn cho bản thân mình và người khác. Liên quan đến vấn đề nồng độ cồn, mới đây tại tỉnh Đắk Nông, một tài xế xe buýt vi phạm nồng độ cồn khi chở khách. Cụ thể, Ngày 25 tháng 2, một lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một tài xế xe buýt vi phạm nồng độ cồn khi đang chở khách từ Đắk Lắc đến Đắk Nông. Theo thông tin ban đầu, lúc 19 giờ ngày 23 tháng 2, ông LVT, 49 tuổi, ngụ Đắk Lắc, điều khiển xe buýt chở khách từ Đắk Lắc đến Đắk Nông. Khi đi qua địa phận xã Thuận An, huyện Đắk Miên, Đắk Nông, thì lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh này đã dừng xe buýt do ông T điều khiển để kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả ông T vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,112mg trên 1 lít khí thở. Lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông T và tạm giữ phương tiện. Thời điểm bị xử lý về nồng độ cồn, trên xe buýt do ông T điều khiển chở theo 4 hành khách. Lực lượng cảnh sát giao thông đã liên hệ phương tiện xe buýt khác để hành khách tiếp tục hành trình. Theo cảnh sát giao thông tỉnh Đắk Nông, với vi phạm trên, ông T bị xử phạt số tiền 6-8 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe 10 đến 12 tháng. Mới đây tại thị trấn Tam Đảo vừa xảy ra một vụ tai nạn ô tô bị mất lái lao xuống vực sâu. Khi xảy ra tai nạn, xe có 29 người bao gồm lái xe, các hành khách là cán bộ hưu trí Bệnh viện Quân Y 110 tỉnh Bắc Ninh. Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra vào chiều 25 tháng 2, xe ô tô biển kiểm soát 29B31137 do tài xế Lê Ngọc Hát cầm lái, loại xe khách 29 chỗ ngồi có phù hiệu hợp đồng còn hàng kiểm định đến ngày 24 tháng 7 năm 2024, chạy theo hướng từ thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc xuống núi. Khoảng 16 giờ 30 phút, khi đến km 19 cộng 300 quốc lộ 2B thuộc địa phận xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, xe bị mất lái đâm gãy hàng rào hộ lan rồi lao xuống dưới ta luy âm khoảng 5 mét. Sau đó xe được chặn lại bởi một cây thông lớn. Khi xảy ra tai nạn, xe có 29 người, bao gồm lái xe, các hành khách là cán bộ hưu trí Bệnh viện Quân Y 110 tỉnh Bắc Ninh. Vụ tai nạn khiến 6 người trên xe bị choáng và một người bị gãy tay. Tất cả được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo và Bệnh viện Quân Y 109 kiểm tra, không có nạn nhân bị tử vong. Theo đại diện Cục Cảnh sát Giao thông, xe khách 29 chỗ ngồi trên có phù hiệu hợp đồng còn hàng kiểm định đến ngày 24 tháng 7 năm 2024. Kết quả kiểm tra tài xế không có đồng độ đồ cồn và ma túy lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức cứu hộ cứu nạn, phân luồng giao thông để bảo đảm tuyến đường lên thị trấn Tam Đảo thông suốt. Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức thăm hỏi, bố trí xe để đưa hành khách trên xe trở về nhà an toàn.